Kính thưa quý vị, một nhóm dân quân Palestine dùng đường hầm qua biên giới Do Thái, tin từ Gaza. Khoảng trên 10 dân quân Palestine đã dùng đường hầm qua biên giới và xuất hiện gần một cộng đồng Do Thái. Ít nhất một dân quân tử thương khi nhóm dân quân này bị phi cơ Do Thái tấn công. Xe tăng và xe quân sự Do Thái đã bao vây khu vực hợp tác xã Sufa. Trưởng toán khẩn cấp của hợp tác xã nói rằng dân chúng đều đóng cửa ở trong nhà sau khi quân đội thông báo có một nhóm người Palestine xâm nhập. Do Thái và Hamas đã đồng ý ngừng chiến 5 tiếng đồng hồ trong ngày thứ Năm vì lý do nhân đạo theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Quân đội Do Thái cho biết đã đánh lùi toán xâm nhập vài giờ trước khi đình chiến nhân đạo có hiệu lực vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Năm.